Cái tên đẹp là con người đẹp đó nha.
quan trọng là ở tấm lòng chúng ta có đẹp hay không thôi. Thì đối với con chùa Phật Quang hôm nay buổi gặp đầu tiên thì tôi nói thế này là tại vì trước khi tôi được mời sang Hoa Kỳ hoằng pháp á, thì tôi có điện thăm ni sư Quảng Tịnh mà không có gặp, mà cũng chưa, ni sư cũng chưa biết tôi là ai, mà tôi cũng chưa biết ni sư là ai, chẳng qua có Phật tử ở bên này về giới thiệu thôi. Thì điện gặp quý sư cô đây, biết năm rồi sư cô là Bác Phong đó, thì đó là thầy con đang về Vũng Tàu, Việt Nam. Thế thì tôi mới xin số điện thoại tôi gọi. Thì gọi như vậy thì cũng gặp ni sư, ni sư đó là thầy qua một tay thì con về trước thầy mấy hôm. Đó là cũng có nói vấn đề gì mà pháp thì chưa ai biết ai mà. Rồi trải qua đây rồi có thời gian dài như vậy thì hơn một năm thì tôi mới từng gặp lại cái cuốn sổ cũ. Thì tôi mới thấy lại tôi gọi tháng rồi, gọi thăm thì nó có một cái duyên nó trùng thuộc như thế này. Thì tôi nghĩ khi mà tôi qua bên đây thì đầu tiên qua tôi chưa có dự định là ở lại, chỉ đi qua cho biết được cái môi trường, hoàn cảnh, đời sống các Phật tử bên này thôi. Vì mấy mươi năm qua tôi được cái duyên ở trong chùa cũng được rất là nhiều Phật tử nuôi nắng, động viên khuôn đúc, giúp đỡ cho tôi tu học. Thì thật ra thì ngồi nghĩ lại trên bước đường tu của mình đó, chưa có tu gì bao nhiêu hết, mình cũng còn cái nghiệp phạm càng nhiều, còn tham lam, còn sân hận, còn si mê, học thì cũng học ba mớ, cũng chưa có tới đâu. Nhưng cái chỗ cái ân nghĩa thọ quá nhiều. Vì vậy mà tôi chỉ, nếu được có cái duyên sang Hoa Kỳ này thì tôi cũng làm hết cái trách nhiệm của mình. Thì mình biết tới đâu thì mình nói tới đó, và phải nói làm sao cho nó đúng cái bài bản Phật pháp, chứ không có đi mà để mà nói những cái hoa mỹ hay là nói những cái điều mà để cho nghe vui tai rồi thôi. Cho nên như vậy mà cái cách hướng dẫn của chúng tôi á, thì nó không có vui, không có hấp dẫn, không có làm cho Phật tử mê xa. Chứ thật ra hồi năm 1996 là tôi đã bắt đầu đi giảng dạy rồi, nhưng mà vì nghĩa là nói thẳng, nói thật, nói không có thiên vị, nói không có e dè, cho nên vậy mà được lòng Phật tử các nơi mà nhiều thì rất là ít. Rồi vì một là tôi cái tướng xấu xí khó coi, hai là lời nói cái khi nó không có trao chuốt, ba là nó không có đưa con người đi vào cõi mộng. Tôi là dạng theo Phật pháp là dạng thẳng nè. Vì vậy mà nếu các vị nào bằng lòng chấp nhận nghe với cái tư tưởng thẳng thừng, đúng cái giáo pháp bài bản, chứ không có nói là kiểu mà nói suông suông, thì mới chịu, mới chấp nhận. Nhưng mà thật ra trên cuộc đời này thì thường nghe chúng sanh thích những cái đẹp bên ngoài, thích những lời nói dễ thương, thích những lời nói nó bóng láng. Vì vậy mà tôi thì không đủ cái duyên đó, không đủ cái phước đó. Cho nên thì đi qua bên này á, thì tôi thấy cái duyên phước của chúng tôi là ở lại để mà dịch giải kinh sách. Thì nếu có duyên á, thì tháng sau thì tôi sẽ in xong cuốn Chính Đạo Ca thì của Thiền Sư Huyền Giác đã luận giải rất là bài bản, có thể tháng sau hoàn chỉnh. Đó là trong quá trình qua bên này. Và bây giờ thì tôi đang viết cái yếu lược cái pháp hoa hàng ngày cho mọi người trên thế giới học đó. Thì nếu các vị nào mà có Facebook á, thì vô Facebook Thích Thiện Tài đó, thì hàng ngày có bài để học. Mà thứ ba, thứ năm, thứ bảy học cái pháp hoa, còn thứ hai, tư, sáu và chủ nhật á, thì học về pháp số Phật học, cũng như là học về những cái bài pháp ngắn. Đó thì đó là cái ý chí, cái lý tưởng, cái lập trường của tôi vậy thôi. Thì bây giờ đã làm sao đi hướng dẫn cho Phật tử thì tôi cố gắng là đem những cái tinh hoa của mình được học và những cái tinh túy của Phật giáo có bài bản. Nếu đạo tràng nào mà chấp nhận mà nghiên cứu giáo lý học thì phải có bài bản đàng hoàng.
đó thì như tôi đã nói là nãy với sư cô đây thì những sư đi công việc không có nhà thì nếu tháng sau á mà các vị mà có duyên á thì mỗi một tháng tôi sẽ hướng dẫn cho các vị một lần mà phải Phật pháp căn bản thì một tháng tôi có giảng chùa An Lạc á đang giảng bộ kinh tập thiền á thì thay vì giảng buổi chiều thì buổi sáng thứ bảy tôi giảng ở đây thì đã nói cho quý vị biết vậy đó nếu quý vị chấp nhận bằng lòng thì bây giờ thật lòng mà nói thì quý vị đừng có nghĩ rằng về chùa rồi nghe thầy giảng dạy rồi phải cúng kiến tiền bạc đối với tôi thì mấy chuyện đó tôi không có phải quan trọng lắm bởi vì khi đi giảng những cái chùa những cái đạo tràng gần như thế này thì Phật tử họ phát tâm họ chở tôi đi rồi chứ tôi thì không biết lái xe thế thì chỉ yêu cầu là làm sao đi học cho nó có kinh an nó có tự tại hiểu được cái giáo lý của nhà Phật muốn nói gì thì lúc đó quý vị có muốn cung kính có muốn cúng dường có muốn ca ngợi có muốn tán thán gì cả nữa nó cũng không có muộn phải không? Bây giờ yêu cầu quý vị phải có cái chất ở bên trong vậy mà đối với tôi thì tôi chỉ một lòng tha thiết đối với các Phật tử tín đồ của mình khi đến với đạo phải biết được căn bản của Phật giáo muốn nói cái gì dạy cái gì thì trên bức tường tu của mình nó không có làm đường lạc lối chứ còn không thì quý vị cứ đi vòng vòng đi hoài mà không có lối ra rồi cả bao nhiêu năm đi chùa rồi cuối cùng rồi tăng khổ đáo đào hoàng tăng khổ mà bôn ba nhất thiết kiếp bôn ba cứ khổ hoài thì não hoài chạy hoài mà cuối cùng không có cái lối ra cho nên đối với Phật pháp là dạy cho con người tháo mở cái phần tình để có cái lối ra an lạc giải thoát cho nên giáo lý của nhà Phật cao tột ở chỗ là giải thoát và giác ngộ như vậy là quý vị đến với đạo Phật là đến với đạo giải thoát giác ngộ mà nếu không có giải thoát giác ngộ thì uổng cả một đời tôi nói gì để cho các bạn lòng không của cả một cuộc đời. Đối với đạo Phật, bây giờ tôi khẳng định chữ đạo Phật, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là chân lý, chữ Phật là giác. Thế thì đối với đạo Phật là đến với con đường giác, với bổn phận giác ngộ, với chân lý giác ngộ, nó ba cái. Con đường là gì? Con đường chúng ta theo lẽ được cuộc đời này chúng ta sanh ra được làm người này là đại phước báo rồi đó do cái phước duyên mà mai còn sót lại cho nên ta mới được làm người đó là một cái phước báo thứ hai nữa đó do cái phước duyên mà ta được sanh ra một cái nơi tự do dân chủ như thế này phải không chứ nếu ta không đủ phước duyên nữa đó ta sanh ra cái nơi biên địa hạ tiện khỉ ho cò gái hay là sanh ra châu phi những cái vùng quá khổ sanh ra những cái nơi mà chiến tranh chết chóc hàng ngày quý vị thấy khổ không tôi biết những phật tử ngồi trước mặt tôi đã từng nếm cái nỗi khổ đó rồi đúng không từng nếm cái nỗi khổ đó rồi nhưng mà mai thay còn một chút ngọn gió lành nào đó mấy hôm nay mới sống được một cái mảnh đất tự do đúng vậy không thì như vậy là ta đã được thêm một cái phước nữa rồi đó phước thứ ba nữa đó là gì quý vị được gặp Phật pháp được gặp Phật pháp chứ đúng ra quý vị không gặp Phật pháp đó, thì giờ này quý vị đâu có ngồi đây giờ này quý vị đi sòng bạc cái máy hay là quý vị đi ăn nhậu quý vị là thiện nam thì đi thăm vợ nhí bồ nhỏ quý vị tính nữ thì đi thăm con đi thăm bạn đi đến tứ sắc chứ đâu có ngồi chùa vào đây phải không bây giờ ta biết được Phật pháp rồi ta vượt những cái điều đó như vậy là thêm một cái phước mà bây giờ khi gặp Phật pháp rồi phải nghe được cái tiếng chánh pháp nữa thì đó là đại phước nữa mà cái tiếng chánh pháp á cái con đường này nó rộng mở lắm nhưng mà đường rộng mở này nó không có chứa những cái quý vị thấy đường xa lộ mình không
cái tàu phía trước thì cái lạc lạc đau xa lậu là phải xe xe phóng bánh chạy giúp 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 chứ còn xe xe đi bộ hay là đi xe thường hay là đi xe đạp thì kia dám chạy xe lậu không? Như vậy thì con đường của Phật pháp là con đường rộng mở thân thang, mà trên con đường đó nó làm cho con người thảnh hơi dạo dạo trên cái xa lộ, chứ không phải là con đường làm cho ta sống trong cảnh mê mờ. Thì để mà cái đạo là con đường giác ngộ, là con đường rộng mở, mà con đường này nó thẳng, có nghĩa là nếu chấp nhận trên bước đường tu của chúng ta mà tu thì phải nhìn thẳng vào cái tâm mình, nhìn thẳng vào cái hoàn cảnh của mình, rồi để mình quá giải, mình tháo gỡ những cái gì khúc mắc xưa nay, mình biết cái chỗ nào khúc mắc mình tháo gỡ, đó là con đường của mình tu. Thứ hai là bổn phận, biết được như vậy nhưng mà cũng không quên cái bổn phận trách nhiệm của mình. Bổn phận của chúng ta là gì? Nếu ai còn cha còn mẹ thì bổn phận của chúng ta đến với đạo để trở về hiếu thảo với cha mẹ, thờ cha kính mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, đền đáp ân nghĩa. Rồi các vị mà không còn cha mẹ thì các vị có bổn phận, các vị là vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, rồi mẹ có bổn phận với con, cha có bổn phận với con. Như vậy thì cuộc đời sinh ra nó đều có mối tương quan tương duyên, nó một cái sợ gọi là xích sợ dây gọi là thằng thê thằng tử phượng, có nghĩa là vợ là cái sợi dây mà con là cái móc nối gọi là thê thằng tử phượng, chứ không phải thê thằng nha, chứ thằng là sợi dây á. Các quý vị thường 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 nó thê thằng tử phượng. Như vậy mình phải cũng phải khi mình biết cái con đường của mình đi, cái tư tưởng của mình chọn, thì mình phải nghĩ tới cái những người xung quanh của mình, rồi nghĩ tới những người xung quanh mình, làm tròn trách nhiệm đối với những người thân của mình trong gia đình, trong dòng tộc, trong xung quanh rồi thì mình bắt đầu mới nói tới vấn đề nhân loại. Thế còn tự nhiên thì nhiều khi gia đình mình giải quyết không xong mà tối ngày mình đi giải quyết thì gia đình ta không mà có chị của mình nó nói bay, nó nói bời, nó nói như tơ giò trăm mối, mà chị của ta tối ngày mình cứ xách xe thì giải quyết. Mình khuyên người ta hay lắm mà ngay trong nhà mình giải quyết không được, thì như vậy thì hỏi cái gì có an lạc không? Thì phải sống đúng với cái địa vị, cái vai vế, cái trách nhiệm và bổn phận của mình. Đó là chữ đạo là bổn phận, rồi chữ đạo là chân lý. Và bây giờ tới bước thứ ba nữa đó, khi chúng ta đã chọn được cái tư tưởng rồi, chúng ta chọn được, biết được cái bổn phận trách nhiệm của mình rồi, cuối cùng mình giữ cái lập trường, mình tìm cho nó ra lẽ thật của đạo. Và lẽ thật của đạo như tôi đã nói là phải có giải thoát và giác ngộ. Như vậy muốn tới giải thoát giác ngộ thì bước đầu tiên chúng ta phải có an lạc, tự khinh an và tự tại. Đầu tiên là ta phải có khinh an. Khinh an là chúng ta coi giống như chúng ta xem thường những cái việc mà xưa nay nó làm cho ta bất bình, bất an, bất ổn, bất mãn, làm cho ta phiền lụy. Bây giờ mình khinh bỉ đó, để mình biết được à, cái cuộc đời này nó vô thường. Mùi phú quý là sa mã, bả dinh hoa lừa gã con canh, dịch nam kha khéo bất bình, dịch mình thức dậy thấy mình tay không. Và học gì đấy cho cô ôm đi học cái thầy bất cụ hồi xưa, và học cái cung quán cái phúc này đã đó ha. Mình bắt đầu mình tự tại ngồi phú quý như là làm sao mà không có cái chuyện gì hết. Cái giàu có nó giống như cái tiếng gió ngựa thoảng qua, nó cọc nó cuốn cái gió, rồi cái gió ngựa thoảng qua rồi thì cái lớp bụi thời gian nó cũng phải lắng đọng xuống. Thế thì cái giàu có gọi là mùi phú quý, nó chỉ là cái mùi thôi chứ nó không thật. Như làm sao mà bả dung qua lừa gã con canh, cái danh lợi, cái quyền vị, cái chức quyền, cái địa vị, cái danh tước á, nó làm cho con người đạp đổ với nhau, cấu xé với nhau, thượng người này hạ người kia, làm cho cái tâm mình á,
nó trở thành cái tâm nó phóng dật, nó làm cho cái tâm mình suy nghĩ, tạo ra những cái mưu đồ, những cái âm mưu, những cái triệt hạ lẫn nhau. Mình biết được rồi, biết được đã đi qua là lừa gã con khanh, nó làm cho mất đi cái lương tâm lương tri mình bao nhiêu tháng ngày. Bây giờ mình không cần cái đó nữa, nó lừa lọc mình, nó làm cho mình trở thành một con người mà có khi không phải là con người. Nói vậy có gì các nghe nặng không? Đúng không? Có khi chính mình là con người mà nó làm cho con người tự triệt hạ lẫn bạn bè, triệt hạ người thân, làm cho mình lừa đảo bên này, dịch vụt bên kia, làm cho mình đáp đổ bên nọ, thương người này, đáp người kia. Thế thì mình con người mà không phải là con người. Lúc đó mình sống trong cái đau khổ của cái kiếp tham đắm gọi là ngạo quỷ. Lúc đó mình đang sống trong cái chất tù của danh lợi gọi là địa ngục, và sống trong một cái bất lương, bất lý, bất đạo đức, chẳng có biết gì lẽ phải hết, lúc đó gọi là kiếp súc sanh. Như vậy là mình cũng con người về, cũng ngồi về, cũng đứng về, cũng sinh hoạt về, nhưng mà cái tư tưởng của mình nó bị đọa trong tam đồ ác đạo. Họ còn có học vậy đó là chúng này, chứ phải tam đồ ác đạo địa ngục nào bị súc sanh là chào cũng mất chết rồi, chui xuống dưới địa ngục làm sao có dưới này mà phan xuống nó nóng thật thật ở dưới nóng mấy ngàn độ, mà phan xuống mấy ngàn thước rồi cái mũi phan nó chảy ra nước, thì quỷ sứ diêm vương nào ở trong đó nào? Mà có ai hồi xưa thì có ai thấy cái cảnh ở dưới chưa? Toàn là mấy con ma lanh, mấy con ma khôn, mấy con ma trời nó lên nó nhặt lên nó bị không, chứ thật sự ra cái địa ngục là ở tại trần gian. Còn kiếp ngạ quỷ đâu? Ngạ quỷ là những người thèm thuồng đối khác, ham muốn vô độ, ham muốn tới mức độ mà không có một cái lối thoát, mà ăn thì không nổ, nuốt không xong. Cho nên thường thường ấy, ngạ quỷ ấy, trong chùa kể là cái bụng của nó bằng cái trống, đây có cái trống không? Đây là cái trống này. Cái bụng của nó bằng cái trống mà cái cổ của nó bằng cái kim, nó nuốt đâu có được, nuốt không biết bao nhiêu cho đủ, nuốt không vô. Những người tham lam cái gì thấy đó, ngay cả bản thân họ không dám ăn xài, muốn chia cho người thân, muốn gì biết bố thí, cúng dường. Cho nên trong kinh Dược Sư nói đó, có những người đưa của cải ra mến tiếc, dường như lắp thịt cho người vậy, huống chi cha mẹ, vợ con và những bạn bè xung quanh, họ hoàn toàn mà chỉ biết cái bảo phủ tham muốn thèm thuồng và tích lũy không bao nhiêu cho đủ. Cho nên đó là cái kiếp sống của ngạ quỷ. Mà kiếp sống đó ngay hiện tại thì mang cái dòng tư tưởng đó đó, nó kéo mãi cho tới cái ngày sau, cho tới lúc chết, thì lúc nó đau khổ vì cái tư tưởng như vậy, thì gọi là kiếp sống của ngạ quỷ, bị dài dò trong kiếp ngạ quỷ, chứ không hề kiếp ngạ quỷ chết rồi mới có. Mà ngay đây còn sống đã có kiếp ngạ quỷ, đã có kiếp địa ngục, và đã có kiếp súc sanh. Súc sanh là những người mà coi như là không nghe cái lẽ phải nữa, không chấp nhận cái lẽ phải, ai nói sao không chịu nghe, không gần hiền triết, không biết đạo đức, mà chỉ làm theo cái những cái tư tưởng của riêng mình, mất luân mất lý, không biết mình là ai, quên cả nề nếp gia phong. Có nhiều khi mình cũng biết tuổi tác bao nhiêu, có tự nhiên là mình đi cưới người nào đó đáng tuổi cháu nội cháu ngoại của mình, ví dụ vậy, là mất đi cả lương thường đạo lý như vậy. Rồi có khi ngay cả con cháu mình cũng không biết nữa, rồi mình coi như là phi luân lý như vậy, chẳng hạn. Đó là cái kiếp sống của chúng ta. Nghe tôi nói đó là cái đạo Phật là dạy thật như vậy đó, chứ không có dạy mơ hồ đâu. Quý vị đừng có tưởng có cái chuyện mà sao là mình vẽ ra 10 địa ngục hay là 10 ông Diêm Vương là 18 từ địa ngục rồi đó. Đó là do cái mấy ông thầy hệ phái đại thừa của mình. Nhưng mà vì cái thời gian lúc đó phải vẽ gì đánh đồ chúng sanh cho nó sợ, chứ nên nó làm tội quá, nhưng mà không có cách để mà truyền đạo được như bây giờ. Thì lúc đó phải vẽ như vậy để cho chúng sanh nó thấy vẻ nó sợ, chứ thật sự nó không có. Mà có thật hay không là ngay hiện tại nó dẫn cái tư tưởng, nó truyền cái ven cái tư tưởng của mình nè, nó dẫn cho tới khi mắt thân này thọ thân khác, thọ thân khác nó vẫn đau khổ. Đó là cái kiếp sống của tam đồ ác đạo, nó có hiện tại và dẫn cái tương lai. Thì như vậy thì người tu Phật chúng ta phải tháo gỡ mấy cái đó, để mà mấy cái đó mình có một cái nhìn. Rồi mỗi khi mình có những cái tư tưởng nó nổi lên thì mình biết như vậy mình ngăn chặn lại liền.
nó thí dụ như hồi nãy giờ thiện tài nói như vậy đó, thì quý vị đi về nhà quý vị áp dụng nhiêu đó thôi, quý vị cũng có an lạc. Áp dụng mỗi lần quý vị thèm thuồng một cái điều gì, mơ tưởng một cái điều gì, tham lắm một điều gì đó, quý vị nói ồ thầy tài ông nói đó bữa nay rồi, ông nói mình đỏ địa ngộ, mình đỏ ngạ quỷ, là một khi mình thèm thuồng mà không dừng nghỉ chứ không cần đòi ngạ quỷ chờ khi chết rồi. Thế thì biết được như vậy rồi bắt đầu quý vị nói dưng mình, giống như quý vị đang ngủ quý vị sai giấc mình là cái ô cuộc đời này người phú quý làm sao mã đi qua là lừa gạ không khanh, giấc nam kha khéo bất bình, giấc mình thức dậy thấy mình tay không có gì đâu, cười vui cái lúc đó quý vị lật ngược trạng thái của kiếp ngã ngã quỷ rồi đó. Tu là vậy đó quý vị ơi, nói thật đó mà nói vậy là nếu mà ai chấp nhận mà lòng học với tôi, nghe của tôi nói cái này không phải của tôi nha, chân lý à, nhưng mà do cái lời của tôi nói lại đó, như vậy là sống ngay cái hiện tại này mà nó có an lành, đó là cái đầu tiên của cái người tu Phật gọi là khinh an và tự tại. Rồi cái bước thứ hai của người tu chúng ta là phải có an lạc và niết bàn. Cái người tu mà không có an lạc là coi như tu sai rồi đó, tu mà có vui là tu sai rồi, tu mà buồn, tu mà cái mặt đứa đó ma không là sai rồi. Cho nên đi chùa vô chùa chừng nào thì cái mặt mày của mình nó phải vui vẻ, nó cởi mở hung chừng đó. Bây giờ quý vị tôi nói thì quý vị xét lại quý vị coi, quý vị hồi chưa tu, có nhiều người hồi chưa tu xong cái mặt dễ thương, chưa tu xong hiền khô à, tưởng đâu vô chùa bỏ mỏ tụng kinh lại Phật sám hối được càng hiền hơn, ai ngờ sao càng tu càng khó tánh. Thế thì là đúng hay sai? Không có an lạc là tu sai, tu là phải có an lạc, tu là phải vui vẻ, tu là phải có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự, tu là phải có từ bi hỷ xả. Chứ còn tu mà từ bi hỷ mũi không đúng nha. Phải từ bi hỷ xả chứ không phải hỷ mũi à. Đó, bởi vì cho nên mình nghe từ bi hỷ xả bốn cái mình nghe nó dễ ăn à, nhưng mà tới cái chuyện xả nó rất là khó lắm, cái gì chứ không phải dễ đâu nha. Xả rất là khó. Nói thưa thầy, con đi vô chùa nghe đạo nhiều rồi, ui dạ pháp nữa dai không không mà thầy. Nhưng mà mình nói vậy chứ lơ mơ là dai có á. Ví dụ đi chùa về cái tự nhiên bữa gặp bà bạn á, chị bữa tôi thấy bữa có cái ngày mà chị đi chùa đó, ở nhà đó hình như ảnh đưa chị tới chùa xong ảnh về chở cô nào đẹp lắm á chị, lúc đó dai có dai không. Lúc đó mình không cần cho mình nữa mà mình nghĩ tới con mình, tới cháu mình, tới người thân mình, tới danh dự của mình, tới dòng tộc của mình, lúc đó mình gợn trong lòng, lúc đó là dây có rồi đó. Chứ không phải dây có là mình đi ghen để của mình, còn của mình gì nữa. Ngày xưa yêu nhau tha thiết thì còn thề đau hẹn biển kia nọ, chứ bây giờ nó chán muốn chết rồi đâu cần nữa phải không? Nhưng mà mình nghĩ tới cái người thân của mình cho nên mình sợ mất cái danh dự, sợ mất đi cái tình thương của con mình, sợ mất đi tình thương của cháu mình. Đó, bắt đầu mình lẫn lẫn trong lòng của mình. Thế thì từ một cái lời nói đó mà mình không làm chủ được, cho nên mình không có an lạc, không có tự tại, thì làm gì mình có niết bàn. Chữ niết bàn là gì? Chữ niết là không, bàn là dẫn, hay không dẫn là niết bàn. Chữ niết là không, bàn là chữ rủa, không chữ rủa là có niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là có niết bàn. Niết là không, bàn uống rượu, không rượu là có niết bàn. Không uống rượu là có niết bàn. Niết là không, bàn là quýnh lộn, không quýnh lộn là có niết bàn. Nó thẳng nha. Học bạn từ cái đừng nghĩ niết bàn là chờ tới ngày chết rồi cái ai sắp cho mình cái tòa ngồi leo lên ngồi gọi là niết bàn. Cái đó không khéo nó trở thành nát bàn. Chữ niết là không, bàn là vô minh, không vô minh là có niết bàn. Niết là không, bàn là phiền não, mà không phiền não là có niết bàn. Quý vị làm được không? Nghe nó rất là dễ chứ. Mà xưa giờ mình không hiểu, mình nghĩ là niết bàn. Cái cảnh giới nào có bay cao, nhảy xa, cái cảnh giới nó phải ngồi, téo chân, téo cẳng, cảnh giới nó phải lại luật, quan sinh, cầu nguyện, tha thiết để mà mong về chỗ đó. Thật sự không có mong được, không có cầu được, không có ngồi téo chân được.
mà phải chuyển cái tư tưởng của mình, chuyển cái tâm thức, cái mà nó đen tối vô minh nó quẩn trong cái bộ óc, nó lẫn quẩn trong cái bộ óc của mình, để rồi chuyển những cái cảnh đó, nó trở thành tự tại an lạc thì nó sẽ có niết bàn. Và cái điều thứ ba của người tu mình đó là đạt tới cái cuối cùng, có nghĩa là bồ đề vô thượng, lúc đó thành Phật rồi. Thôi thì bây giờ thầy trò chúng ta đã hiện giờ mình còn phàm phu, mình đang đi ngang cái cửa ráng làm sao mà mình đi ngang cửa thứ hai cho nó tròn, phải không? Thứ hai cho nó tròn. Thế còn thành Phật thì thôi, được có thèm mong, mong cũng không được đâu quý vị. Cái ngày là Phật không ai chứng cho ta, không ai cấp bằng cho ta đâu. Cái ngày đó thì người ta làm rồi, tất cả thì ta thành Phật thôi. Bây giờ mấy chị lạc giác mình làm không rồi, kiểu thành Phật làm sao được. Chỉ không rồi mà rồi giảng sanh thì vẫn sẽ có. Giảng sanh là một trạng thái lật ngược, thành Phật đó không thể có được. Vậy thì bây giờ thầy hiện tại nói như vậy, quý vị thấy quý vị có thể cố gắng nghe mà chuyển đổi mà tu tập được không? Đi từng bước như vậy đó, nó có căn bản. Vậy thì nếu đây mà quý vị nào bằng lòng chấp nhận học có bài bản như vậy thì tôi sẽ cố gắng mỗi tháng tôi hướng dẫn quý vị một lần mà phải học có bài bản đàng hoàng, tôi soạn giáo án học. Nếu nói được trả bài thì không cần trả bài, bởi vì tôi nghĩ là lớn tuổi rồi thì biểu trả bài tội lắm, nhưng mà phải hiểu. Thì bây giờ quý vị muốn học cái bộ kinh Di Đà hay là muốn học cái bộ kinh nào thì quý vị thử suy nghĩ rồi quý vị cho tôi hay. Và muốn học thử cái bộ, bây giờ có những cái bộ kinh mà quý vị cần phải học, ví dụ Quy Sơn Cảnh Sách hay là kinh Di Đà hay là Tức Học Nhị Chương hay là Pháp Hoa thì chắc là quý vị học không sợ, tại vì mới vô mà, mới vô thì hay là Lương Hoàng Sám hay là Nhật Sư hay là gì đó, quý vị thích cái kinh nào quý vị chọn bộ kinh. Tôi giảng là giảng kinh bộ à, chứ còn không có giảng mà lắp nhắc là lấy cái bộ kinh đó mà làm cái chủ đề để học cho có bài bản. Mà điều trước tiên tôi hỏi là đại chúng nghe cái giáo lý hồi nãy tôi nói thì có hợp không, hỏi thật thà là có hợp không ấy, đã có duyên không ấy, đã chứ mà không nghiêm có hợp rồi thì nó chổi nhau dữ lắm, nếu không khéo là coi như nó chổi dữ lắm trời. Rồi bỏ là thầy giảng là cái này Phật tử cơ hiệp rồi người này phân tích này cái phân tích kia khó lòng lắm. Nếu hợp thì thầy trò cùng bàn luận, cùng chia sẻ học hỏi, cái gì không biết cứ thưa hỏi, cái gì biết thì tôi sẵn sàng nói ra, không giấu giếm, không dị nể, không tình cảm riêng tư ai hết. Ví dụ trong đại chúng vậy, tôi không có tình cảm riêng người nào hết. Cái chung như vậy, một cái trận pháp, một cái bài, một cái mưa pháp lưới như vậy, lưới điều tùy theo sự hấp thụ các vị học được tới đâu, nhớ tới đâu, làm hay tới đó. Chứ còn không có cảm tình, đối với Phật pháp thì không có cảm tình, không có riêng tư. Mà thưa quý đại chúng là khi tôi đã quyết định chọn con đường này rồi là cả một vấn đề nan giải đó, phải chấp nhận cô đơn đó. Vì cô đơn không có cái người thân thì mới đem cái tình tới tất cả được. Chứ còn nếu cô đơn, nếu không chịu cô đơn rồi cái thân người này thương người kia thù người nọ là không có một phút giây nào mà có từ có bi có thiện có xả hết, đúng không? Như vậy đó thì học Phật pháp với thầy hiện tại là phải như vậy đó. Nếu chấp nhận bằng lòng là phải như vậy, còn không chấp nhận không có gì lỗ lã, không gì việc tội đó. Đối với tôi bây giờ tôi tập sống cho mình một đời sống tự tại như vậy, thương tất cả mà không thương ai hết, muốn nói tất cả mà đi không nói gì hết, mà không nói gì hết mà nói tất cả, đó là chân lý của nhà Phật. Thì quý vị suy nghĩ coi được không, hay nếu chấp nhận bằng lòng thì coi cái gì cho ý kiến, lấy cái tinh thần trong một đất nước tự do dân chủ thì lấy tinh thần dân chủ à, nếu chấp nhận bằng lòng học để mà tu. Thì vậy thì một tháng thôi quý vị, có cái ngày thứ bảy như vậy đó, quý vị chọn một cái ngày thứ bảy sẵn công hai việc tới đây hướng dẫn giảng dạy mà học cái lớp học, mở ra lớp học đàng hoàng thì học có thăng không có giá đâu ạ.
họ có bài bản chứ không phải có khi quý vị đi đầy chùa có khi thì gì vui vui gì đó hay nghe chỗ nào đó gây quỷ hay nghe chỗ nào đó là cái coi như là kéo nhau đi chỗ đó không được à, không là mẹ đạo có bài bản đàng hoàng như vậy đó cho dù quý vị tự suy nghĩ cơ để tôi biết là tôi chuẩn bị tư tưởng của tôi chứ. Nhưng hàng tuần là thứ bảy là một tháng một lần như vậy là quý vị tập trung về chùa được không? Vua cha thì bị thống trị của đạo Bà La Môn, rồi
coi vậy chứ mà cũng biết là tên làm vua thì cũng còn tranh giành, cũng còn muốn cướp đoạt, cũng đâu phải yên đâu, cho nên là Phật cũng biết trước là bỏ bằng cũng đi tù. Thì giờ mình cũng vậy đó, thấy cuộc đời là tranh giành, là đau khổ, là quyền lợi, là địa vị, là thương đau như vậy đó, thì mình giải gì mình nhào vô nữa. Mình phải tập theo cái đời sống của Phật của mình chứ, mình bỏ bằng cung đi tu, mình không bỏ bằng cung được thì cũng ráng bỏ những cái gì mà nó hút mắt, nó ôm cho mình mấy chục năm. Như vậy là người tu chúng ta là cái bước đầu tiên mà chúng ta phải chỉ như là dừng lại cái quá khứ và đừng thèm mơ tưởng quá nhiều vào tương lai. Vì quá khứ mấy mươi năm qua rồi, giờ tôi hỏi lại chúng có giữ được cái gì không? Bây giờ tôi để trong đầu cái gì, những cái đau buồn, rồi những cái yêu thương, rồi những cái thù hận, hoặc là những cái an lành thôi, an lạc thôi. Nhưng mà cái nào nó cũng giả lắm, phải không? Đau buồn nó cũng giả, mà yêu thương nó cũng giả, mà thù hận nó cũng giả, mà an vui nó cũng giả. Vậy mà mình để làm chi? Bắt đầu mình phải để phải chỉ tu lại samatha. Samatha có nghĩa là dừng, là chỉ là dừng, là mình chỉ định nó đứng ngay đây. Bắt đầu mình đi tập cho mình dừng lại để mình cười với mọi việc quá khứ, rồi mình cười với những cái chuyện nó sắp xảy ra ở tương lai. Cười nổi không? Khóc cũng vậy, thay khóc cũng vậy thôi, cười cho nó sung sướng, thấy không? Hiểu mình nghĩ thôi, thay vì khóc cũng vậy, buồn cũng vậy thôi, gì mình cứ cười tí cho nó sung sướng. Cho nên ngày xưa tôi xấu lắm, mà giờ tôi cười tí cho nó rồi, cái gì cũng cười đi. Cười cho tới mức độ mà tới chừng mà bữa nào mà bệnh quá là muốn chết, khó chịu nổi là chết, cũng cười cái là chết, nên an lành chứ. Chứ trời, cứ bây giờ có gì già lớn tuổi chẳng hạn, bây giờ cứ tối ngày cứ ngồi nằm đó, nằm cũng mơ tưởng, ngồi cũng mơ tưởng, đi cũng mơ tưởng, rồi cái bệnh coi như là thành chết kêu lộ tới nơi rồi, mà cứ nói má chưa thành cái bổn nguyện. Cái bổn gì nữa là nguyện? Cái bổn nguyện của chúng ta, cái gốc của chúng ta ngày nay là cái gì? Là làm sao bỏ thân này được cái thân mới nó tốt đẹp hơn, an lành hơn. Chứ bây giờ các vị, cái xe quý vị chạy bây giờ nó làm sao? Nó cũ mềm rồi, xe từ mấy mươi năm rồi nó cũ mềm rồi, phải không? Tiêm ga tì thế thẳng, bây giờ coi như là nó sụp sạc hết trơn rồi. Mắt bây giờ nó mờ, tai lãng, chân mỏi, gối dùng rồi, bây giờ còn bổn gì nữa giờ miễn. Cho nên khi nói ra càng dài 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 ra, cuối cùng mình toàn mình sống trong những cái gì đâu không à. Mình tưởng không à, cuối cùng mình đau khổ. Giờ làm sao mà mình chỉ dừng lại những cái tư tưởng của mình xưa này. Rồi bắt đầu cái bước thứ hai của mình là quán, gọi là tâm ma bát đề. Tâm ma bát đề là mình quán. Mình quán mình nhìn thấy bộ mặt thật. Rồi mình nhìn thấy cái này, mình biết nó như vậy, làm nó như vậy. Rồi bây giờ mình biết được mọi cái duyên, mọi cái cảnh, mọi những đứa con, những người thân, mình biết được cái cuộc đời, mình biết được xã hội, mình biết được những cái đó, ô tất cả đều là cái trò chơi, đều là những cái điều nó chỉ hào nhoáng, nó giống như là làng biển chớp, nó giống như mộng ảo, nó giống như bọt nước, nó giống như chim bao, nhân sinh bất tuế, nhân sinh mộng nè, đi hợp đi quan tợ thí văn. Cuộc đời trăm tuổi vậy á, người nào trăm tuổi vậy mà tiêu tổ còn nói nó giống như giấc mộng của ngày xuân. Hợp tan nó giống như cái bức tranh, như bức tranh dân cẩu, nó không có là cái gì hết, nó giống như cái đám mây chiều vậy thôi. Chiều á, cái gì thấy cái đám chiều nó đẹp như vậy đó, chứ mà ai nắm bắt nó được. Tất cả những tháng ngày trôi qua rồi, bây giờ ai nắm bắt được. Nó có phải chăng nó giống như cái làn hương, nghe nó thơm như vậy, nhưng mà nắm nó không bao giờ được. Nó giống như chiếc bóng vậy, lộn chọc nó làm sao được. Con người thiệt mà chọc mà không được thì muốn gì chiếc bóng. Thì tất cả những cái thời gian qua mấy mươi năm cuộc đời mình, nó giống như làn hương, nó giống như chiếc bóng vậy. Thế thì bây giờ mình biết được cái mình cười với nó, mình tự tại với nó, mình an lành với nó, mình giải thoát với nó. Thế là theo mình ràng, mình giải thoát là gì, có gì biết không? Mình giải thoát như là cởi mở đó.
chứ không nghĩ đừng học 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 mà nào bảo đàn nữa, đừng nghĩ chữ gì nó xa xôi lắm. Bồ đề là giác, mà giải thoát là cởi mở. Bồ đề là giác mở. Cho nên mình học thì cái hiểu gì là cái quý vị thấy khỏe lắm, đi chùa quý vị thấy hạnh phúc lắm. Còn khéo là quý vị đi chùa vậy chứ quý vị còn mơ mơ màng màng, quý vị còn tưởng chỗ này, tưởng chỗ kia, lo chỗ nọ đủ thứ hết. Còn học cái kiểu như thầy tài đó gì là coi như là người nào mà chấp nhận mà bằng làm ăn thì coi như quý vị sống đời sống tự tại vô cùng, tôi dám cam đoan đó. Còn khéo mà không bằng lòng là chửi chết luôn à. Tôi đang tin tưởng có cõi này cõi kia cõi nọ, mà bây giờ thầy tài ông xuống đây nói gì mà ông biểu sống hiện tại không vậy, là tôi cái gì ta? Hồi nãy giờ tôi nói thì quý vị thấy có tôi chưa? Làm được những điều đó mới có ai đạt cái khó ngay hiện đời, chứ còn cái gì mà học Phật, cái gì chờ tới ngày chết, cái gì mới an lành giải thoát là điều không thể có. Nó an lành tự tại lúc này nè. Giờ tôi hỏi quý vị, quý vị nghe nãy giờ quý vị thấy có, quý vị thấy có nhẹ không? Giờ hỏi là thật là đại chúng thấy có nhẹ người lên chưa? Nãy giờ cái liều thuốc thấm dữ lắm đó. Đời giáo cao đo, tôi giáo cao đo cái lời tôi nói nè. Không phải là tôi giỏi đâu là chúng. Mà cái kinh nghiệm gần 20 năm qua tôi đã đánh cai cái ngành hoàng pháp này lắm rồi. Cho nên đều phải có thẳng nói thật vậy thôi. Ai chấp nhận bằng lòng là bằng lòng thôi. Nhưng mà tới đây mà để dụ khỉ là không có dụ nha. Dạ tôi không có dụ ai hết. Chùa tôi bây giờ nói thiệt với Phật tử, tôi không muốn có người tới đông nữa. Chùa tôi ít hơn đây nữa. Không có dụ, tại vì tôi nghĩ rằng mà tới đâu phải ai cũng bằng lòng nghe cái tư tưởng của mình đâu. Tại họ tới họ cúng, họ cầu không hà. Họ tới họ nhờ mình tâm sự, nhờ thầy cũng thấy một sự làm không được, đừng nói tâm sự. Không có con cũng nhờ thầy cầu, chứ có con sao thầy làm. Thấy không? Thì nói thiệt nha. Cái sự đó là thầy làm không được à. Chơi chỉ đó, chơi không phải thầy, cái gì cũng lãnh hết trơn á. Tại nên không chồng nhờ thầy cầu, vì có chồng thầy làm cũng được nữa. Thầy không thấy không có được là thầy làm được. Cái gì mà thầy thấy được là thầy làm được. Không có con nữa, thầy làm được con sao làm. Rồi cái chơi lên tiền, nó nhờ ông thầy tâm sự nhờ thầy á. Thầy cái ẩu, thầy lãnh tới thôi để thầy làm, tâm sự thầy làm hết. Nhưng mà làm cái một sự là không được, mình là tâm sự. Bởi vậy cho nên nhiều khi là mình sống cuộc đời cuối cùng sống lừa qua, thảo lừa lọc lại, cuối cùng không ai giải thoát hết trơn rồi. Kẻ cần, người cúng, kẻ cầu, thế thì cầu hoài, cầu có được gì không? Ta nói vậy cho nên phải vậy, hướng dẫn Phật tử đúng bài bản. Phật tử mà có an lành, có tự tại là lúc đó cắt 100 cái chùa cũng không khó. Bây giờ cái tối ngày mà cứ hướng dẫn cho người ta mơ mơ màng màng, mà cứ hôm nay ta làm ta ăn ra tiền ta còn cúng. Mà bây giờ Phật tử trên thế giới nó thành thật với chuyện là giờ họ hiểu ra nhiều lắm rồi. Họ bây giờ họ nói thẳng, họ cũng lên mạng họ coi hả. Lên mạng họ coi họ cũng biết là pháp nó cái gì, lúc đó họ còn khinh bỉ là cái người tu nữa. Cho nên một lòng tôi phải nói thẳng thôi. Đó là một cái tâm ý của tôi muốn bảo vệ cái chánh pháp. Thật lòng tôi. Và các quý vị nhớ điều là đừng bao giờ quý vị nhìn tôi là thầy tài là đạo đức nha. Thầy tài là xấu xa là bị ổ lắm á. Chứ không có sao không có tốt lành gì đâu. Thành thật, nhưng mà cái tiếng nói sở dĩ mang cái lớp áo, cái đầu áo vuông này thì bây giờ ráng nói làm sao đúng chân lý. Chứ còn quý vị đừng nhìn vào tôi nhé. Quý vị nhớ đừng có nhìn vào con thầy tài. Đừng có nhìn 91 ký của tôi. Để nghe cái gì chân lý, nó cái lẽ thật mà đưa cho mình cái tư tưởng nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó không có hoang mang nữa đó. Thì nhìn vào cái chân lý. Ngay Đức Phật cũng nói đừng nhìn vào Đức Phật nha. Đừng nghe âm thanh của Phật, đừng nhìn vào tướng Phật mà cho là Phật nha. Mà phải nhìn vào chân lý. Cái nào đúng chân lý mà đời sống của mình đem lại sự an lành, sự giải thoát, sự giác ngộ
Thì đó là lẽ thành của cuộc đời, để mà mình trao dồi, mình sửa đổi mà mình tu hành. Nói vậy quý vị có bằng lòng không? Rồi thì hôm nay buổi đầu tiên gặp nhau nói sơ sơ vậy, ai có thắc mắc gì hỏi. Bây giờ đứa nó nữa không biết nói gì, nó mênh mông quá, đứa nó hoài cũng vậy. Từ nào mà quyết định học một bộ kinh nào thì bắt đầu mới có cái lý để nói. Bây giờ đó, những cái gì tôi nói là bây giờ quý vị có cái gì rút mắt không? Cái gì quý vị cần tôi tháo gỡ được, quý vị cứ đưa câu hỏi. Tôi cho quý vị 20 phút nữa là nghỉ. Bây giờ quý vị có những cái gì rút mắt mà hỏi học Phật Pháp nghe. Hỏi trong cái phạm vi Phật Pháp mà chứ hỏi chuyện ngoài đời mà tôi có lời nghe. Nó trước là tôi chỉ biết cái chuyện nội điển thôi. Đó, bây giờ quý vị suy nghĩ coi. Đó, giờ quý vị nghe kinh, học kinh, rồi đọc kinh, rồi đi chùa, lại Phật, ăn chay, cúng dường, cúng thí vậy đó. Bây giờ có cái chuyện gì khác không? Ngoài đó, cho một cái video cho tôi. Thầy cho tôi hỏi là cái nghĩa của Nam Mô Di Đà Phật và cái nội thầy giảng các nhau, thầy cho con xin biết cái nghĩa của Nam Mô Di Đà Phật. À, cái danh từ này mà học theo cái kiểu tịnh độ thì nó khác, mà học theo kiểu đại thừa Phật giáo mà đúng cái bài bản chân lý thì nó khác. Cái chữ Nam Mô nó tới 6 nghĩa rồi. Cho nên sau này tôi nói nổi có cái danh từ là bây giờ tôi muốn hiển tránh là xin phép quý vị tôi phải phá tà nha. Nên nghe trong nhà bạn còn nói câu là Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh á. Thành ra hạ không nói chấp nhận bằng lòng, tôi nói là tôi phải đánh đổ chứ là chứ quý vị đừng nói là thầy nói, thầy tài nói hồi cái có cái lưỡi câu móc tôi lại gì, thấy không? Thật sự là tôi nói với đại chúng là bây giờ tôi ngán là tôi đi chỗ tôi ở, tôi không muốn Phật tử tới đông nữa thì bây giờ tôi có cần cái kéo về cho nên tôi là không có rồi nha. Tôi nói thật, điều trước tiên xin lỗi trước, bởi vì cái lăng nghĩa này là trên thế giới coi nha, coi những cái quay về mọi thế giới coi chúng tôi như thế này. Thật ra xin lỗi trước cái câu đầu hỏi rằng giải nghĩa cái từ Nam Mô Di Đà Phật thì trước khi giải nghĩa tôi phải đánh đổ cái tư tưởng sai lầm trước. Phá tà thì mới hiển chánh được, chứ tự nhiên mà hiển chánh không có phá tà thì nó không ra được, chứ không phải mà nói như vậy để mà chê người ta, để mà đưa của mình, nó không phải. Tôi nói lý, từ Nam Mô nó tới 6 nghĩa mà xưa nay mấy cha ta mới tịnh độ, rồi mấy cha muốn xin chữ tịnh độ, rồi mấy cha đầu tiên thì còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngày xưa cứ Nam Mô A Di Đà Phật ngày xưa là cổ nhân niệm vậy. Rồi bây giờ cái soạn tới soạn lui cái bây giờ bỏ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật làm đã thời gian mở cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, thật ra biết là tôi không biết cái gì đúng nữa. Thì bây giờ tôi chỉ nói cái nghĩa thôi, tôi dẫn nó lấy chữ Nam Mô nó sao nghĩa. Một là quy y, hai là quy mã, ba là cung kính, bốn là lễ bái, năm là cố ngã, sáu là hộ ngã. Sở dĩ nó sáu nghĩa như vậy cho nên Pháp Sư Đường Huyền Trang á mới nói cái danh từ này á, là gọi danh từ gọi là đa hàm bất phiên. Đa hàm là nhiều cái nghĩa hàm ý hết trọng cho nên không có phiên dịch ra được. Thế thì tùy cái hoàn cảnh mà dịch cái nghĩa đó, muốn nghĩa gì thì dịch. Ví dụ như cái chỗ là quy mạng lễ A Di Đà Phật, chữ quy mạng đó là Nam Mô đó, quy mạng lễ là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi có chỗ là cung kính lễ A Di Đà Phật cũng là Nam Mô đó. Như vậy thì cái chữ Nam Mô cái nghĩa thứ nhất là quy y, là con xin quay về nương tựa đó. Quý vị đã quy tâm bảo hết rồi, trong này có pháp danh hết rồi phải không? Thì quy y là quay về nương tựa, chữ quy là quay về, chữ y là nương tựa. Đi xưa nay con làm đường lạc lối, con theo toàn là tổ hữu ác đã, con theo toàn là những cái người mà dạy cho con đi con đường mờ mờ mịt mịt, cho nên bây giờ con quay về cái nơi an lành của con là Đức Phật A Di Đà, con quay về nương tựa, đó là cái nghĩa thứ nhất của việc. Hay là quy mạng là con đem cái thân mạng này con nương tựa với Phật A Di Đà để con gửi gắm cho con được sanh, được ở, được sống trong cái vùng đất an lành. Đó,
đó là quy mạng. Thứ ba là cung kính. Bây giờ con thấy là đối với Phật A Di Đà, con không biết ngày nào con được cái duyên đến những cái cõi an lành của ngài, gặp được ngài. Thôi bây giờ con chỉ nghe được cái danh hiệu, cái công hạnh của ngài qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu vậy, cho nên thôi thì con thành tâm con cung kính, cung kính, con thiết tha, con cảm thấy đời con không biết ngày nào con được diễn kiến ngài. Bởi vì Phật tại thế thời ngã trầm luân kiên đắc nhân thân Phật nhập diệt áo não tự thân đang được chứng bất kiến như lai diện sắc thân. Khi mà Đức Phật nghe Đức Phật bổn sư của con đó là Phật Thích Ca đó mà còn tại thế thì con còn trầm luân, nhưng mà kiên đắc nhân thân Phật nhập diệt, bữa nay con được mang cái thân này nè, được mang thân người này nè, thì Phật đã nhập diệt rồi. Áo não tự thân đang được chứa buồn thay sau đời con. Bây giờ này cũng còn những cái ràng buộc, những cái lôi kéo, nào là thê thằng tử phượng, nào là công danh quyền lợi địa vị, đủ thứ nó làm cho con còn triền miên trong cái dòng lãng hụt của cái tham sân si đó. Cho nên con cũng buồn, con cũng biết cái số phận của con. Cho nên gọi là áo não tự thân đang được chứa, con biết con nhiều cái ràng buộc, cái ngăn ngại. Bất kỳ Như Lai diện sắc thanh, không biết chừng nào con được thấy được cái sắc thanh của Như Lai. Thôi bây giờ con chỉ nghe Phật bổn sư của con giới thiệu Phật A Di Đà như vậy, cho nên con ham lắm, mừng lắm, con cung kính. Đó là điều thứ ba. Cái thứ tư là con lễ bái. Vì con kính ngài quá đi cho nên thì con lại ngài. Mà lại Phật giả là kính Phật giả anh. Lại Phật là con lại cái tâm đức của ngài. Ngài với cái hạnh nguyện độ sanh mà ngài khi còn làm vị pháp tạng thì kheo, ngài phát ra 48 lời nguyện để ngài mở cái cõi đức an lành cho chúng sanh được sống cõi tịnh độ như vậy. Cho nên thôi thì con lễ ngài để con cảm cái ân đức của ngài, thì con lễ bái. Đó là bốn nghĩa rồi đúng không? Cái thứ năm là cứu ngài. Thôi thì giờ con có những cái tâm tư, những cái tình cảm, những cái ràng buộc con đau khổ quá thôi, con cũng nương vào cái tha lực của ngài, con nhờ ngài cứu con. Cứu ngã là cứu con. Ngài cứu con làm sao cho con có những cái phút giây an lành, làm sao cho con có những cái tư tưởng bừng sáng để mà con vượt qua những cái trần lao phiền não, con bớt cái tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật xa trong tầm giải quyết được cả luôn tầm giải để không nhận các loại bất chánh tri. Cho con đừng có phiền não vô minh, cho con đừng có những cái gọi là tùy phiền não, đại tùy phiền não, trung tùy phiền não, tiểu tùy phiền não. Con đừng có căn bản bị cội gốc của vô minh, con đừng có bị sanh tướng vô minh, con đừng có bị những cái ràng buộc đó. Xin ngài cứu con, đó là lòng chí thành của mình. Và độ ngã là xin ngài độ con. Nhưng mà thật ra thì hai cái từ thì cái nghĩa sao mà cứu ngã độ ngã đó thì coi như mình cũng còn gửi gắm cái tâm tư của mình nhiều quá, nó cũng chưa có phải là trọn vẹn, nhưng mà mình chưa vượt qua được cái chỗ đó, mình vẫn có lòng hy vọng mong chờ. Cho nên Nam Mô nó có sáu nghĩa là như vậy. Đó là tôi nói gì từ chữ Nam Mô. Bây giờ chữ A Di Đà. A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là cái sức sống bền bỉ, sức sống lâu dài, không có ngàn bé. Còn bây giờ con chết từng giờ, con đau rồi đoạn ngất rồi thôi, khi giò chín khúc, khi châu đo bài, giống như Tiền Kiều Nguyễn Du nói. Bây giờ con chết từng giờ, quý vị thấy quý vị có chết từng giờ không? Đang vui đó tự nhiên nhớ chuyện gì đó cái buồn, đó là một lần sống chết. Cái sống chết của nhà Phật là vậy đó quý vị, chứ mà sống chết chờ mấy chục năm rồi bệnh tật rồi không thở nổi nữa, nghẹt tim nghẹt phổi chết, cái chuyện đó sống chết là chuyện bình thường. Còn sống chết của nhà Phật là nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh. Cái sống chết nhà Phật là một ngày một đêm mà có muôn lần sống chết. Tôi kinh địa tạng đó, tôi nói là tôi dẫn chứng kinh đàng hoàng đó nghe, chứ tôi không có nói dối hết, không phải là địa tạng này đó con. Một ngày một đêm con luôn làm sống chết đó, cái phẩm thứ ba đó. Sống chết từng giờ, sống chết từng sát na, tự nhiên đang phát cái tâm gì đó vui, cái đồ thầy đẹp đẽ cái được rồi, tự nhiên cái suy nghĩ gì đâu không thầy đẹp đẽ vậy còn gì đâu chẳng hạn.
lần đáng lật ngược cái tư tưởng của mình, thay đổi tâm thức của mình là một lần sống chết. Rồi đang thương nghĩ là tội nghiệp nhau mình coi chứ hồi giờ nó bắt hiếu với mình, nó suốt con mình không về thăm mình chứ còn hồi xưa nó cũng được lắm à. Nó đang khởi được cái tư tưởng vui vậy đó, cái nghĩa là không được à. Con nhỏ này bây giờ nó mắc dạy lắm à, thật giận trở lên, nó là một lần sống chết. Con người mình nó thay đổi liên tục từng sát na cái tư tưởng, cho nên khải bóng tay là đã có thay đổi. Cho nên nó là tư tưởng mình là khải bóng tay là diệt cái tư tưởng sống chết. Thế thì bây giờ, mình tại sao mình niệm A Di Đà là cố gắng niệm để chi, để cho cái tư tưởng con nó truyền tải cái tâm thức này, nó không thay đổi, nó không trong cái dòng sanh diệt. Để cho sống dài, sống thọ, cái tư tưởng nó được kéo dài, bền bỉ với cái an lành gọi là vô lượng thọ. Rồi bây giờ đã một cái tư tưởng an lành vậy, cho nên cái đạo đức nó sanh khởi, cái trí tuệ nó phát khởi ra, cho nên nó không có làm cho mình đau khổ, không làm cho người đau khổ. Mình sống có từ, có bi, có thiện, có xả, cho nên gọi là vô lượng quang. Có nghĩa là nó chiếu khắp. Thế thì thật ra cái danh từ Đức Phật A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu đó là biểu trưng cái dòng tâm thức. Cho nên bây giờ quý vị nói vậy tôi mới thấy đau. Đau là bây giờ tịnh độ đang phát triển rất mạnh, nhưng bây giờ cái gánh mà tôi bên tiểu thừa Phật giáo, một số nghe tôi nói một số chứ tôi không có đủ căn thống nha, một số qua bên Ấn Độ học, qua bên Miến Điện học thì bây giờ nó về đâu có tin đại thừa, đâu có tin tịnh độ. Và bây giờ cái người mà cùng nhau mà gánh giác mà để chứng minh cho nó ra được cái tư tưởng đại thừa đó, ít lắm, cứ nói trên trời không à. Tôi nói tôi đau lòng lúc này, tôi là cái người đứng mũi chịu sào cái các cái tư tưởng mà nó chống này. Chống sáng nay tôi định đi lên đây thì có một người comment hỏi tôi gì chứ đó, thưa thầy, con có thằng bạn nó qua đó các chùa ở Ấn Độ đó, nó nghe mấy thầy mấy sư cô học tiến sĩ ở bên đó rằng là cái đại thừa Phật giáo không có là do mấy ông thầy mà phạm giới giết lại, đúng không thầy? Trời, tôi nghe câu đó tôi đau lắm. Họ không tin là trong khi quý vị nên nhớ một điều, không phải mà mình nói nếu không có đám đại thừa Phật giáo của chúng ta làm gì Phật giáo nó tồn tại tới ngày hôm nay, đúng không? Cái tại Ấn Độ là cái nơi sanh ra Đức Phật đó mà nó tắc liệm bao nhiêu ngàn năm rồi, mới giờ cái đám đại thừa này nè, các cái đám đại thừa Phật giáo mình á mới qua thì Việt Nam qua thì có Hòa Thượng Nguyễn Diệu, rồi bên Tàu cũng có người qua, bên Nhật có người qua, mới cắt lại tất cả đều là nhờ đại thừa để cắt lại để mà phục hồi lại cái đạo Phật tại Ấn Độ. Chứ còn không khéo bây giờ những người dân Ấn Độ họ còn không biết ông Phật là gì, đúng không quý vị? Vậy mà bây giờ học được ba mớ rồi đi nói vậy không nè. Cho nên tôi thấy mà ông thầy nào mà viết cái chữ tiến sĩ, bây giờ có con tỳ kheo ni hương nhũ nào đó tôi nói luôn nghe, ai có nghe cái pháp đó là có giận tôi cũng chịu nữa. Để tôi tiến sĩ là tôi thấy tôi nổi dịch tôi rồi đó. Ông Phật ngày xưa pháp sĩ rồi vô thượng sĩ, bây giờ tu sĩ là quý lắm rồi. Anh còn muốn cái gì, cô còn muốn cái gì nữa chứ? Cái tiến sĩ cô làm được gì cho ai? Tôi thấy để cái câu đó là tôi mắc ghét rồi đó. Tới ngày của tôi cũng làm thôi à. Tôi nguyện tôi tội ta phụ trắng nè. Tới ngày thế nào tôi cũng làm tại chỗ, tôi muốn tự ai nữa. Tôi nói thiệt giờ đó là nó khó xa. Muốn hơn Phật rồi. Thì nó lấy sư cô đây là con nào là tiến sĩ mà để cái đó coi trình tôi đó. Tôi không có lợi đâu. Muốn hơn Phật. Ông Phật là khắc sĩ là quý quá là chứ tỳ kheo là khắc sĩ, phải không sư cô? Đây biết ai chứ tỳ kheo là khắc sĩ, là trên là cầu pháp của Phật, dưới là xin cơm của đàn đã tính thế nuôi dưỡng, là cả một cái cuộc đời làm không nổi rồi mà bây giờ còn đòi cái chức vị để là tiến sĩ này tiến sĩ nọ là nhằm gì với đạo Phật? Tiến sĩ có giải thoát không? Để tiến sĩ nói vậy vậy đó, bây giờ nói những cái điều mà phỉ báng mà lại Phật giáo đại thừa. Những nhiên Phật giáo đại thừa của mình, ví dụ như tôi nói cái gì hỏi chữ Nam Mô A Di Đà Phật á, tôi dám cũng có thể nói là cái đó cũng không phải lời Phật nói, nhưng mà vị chư vị tổ đã dày công nghiên cứu để mà muốn làm sáng tỏ đạo Phật, để nói lên cái tính chất bình đẳng của cái tư tưởng con người.
chứ còn bây giờ theo cái hệ phái mà tiểu thừa theo chấp chặt á là không bao giờ có giới nữ đi tu được đâu, mà cho là giới nữ là dơ quế là thế này thế kia thế nọ. Còn tư tưởng đại thừa là sao, muốn nói là cái quyền bình đẳng của cái thế giới loài người. Thì hỏi cái gì cái vậy là chư tổ nhà công biết bao nhiêu đường khổ để viết cái tư tưởng đại thừa là anh vậy đó, mà bây giờ anh cứ anh chơi anh đè đầu anh cứ lên lấy cái tiến sĩ của anh rồi anh phỉ nhổ đại thừa, anh muốn cái gì nữa này, cái gì nghĩ đâu. Cái tư tưởng đại thừa là cái tư tưởng mà nói lên một cái điều mà nói lên cho con người bình đẳng của cái thế giới loài người chúng ta. Đó thì tôi nói về những cái điều mà muốn nhắc nhở đại chúng. Đó là tôi trở lại ai như đạo Phật có hai nghĩa là vô lượng thọ vô lượng quang thôi. Rồi cái nảy sinh ra cái nghĩa thứ ba là do mình cộng với vô lượng thọ vô lượng quang đó, nó mới gạch xuống, nó mới đẻ ra cái nguyên từ là vô lượng công đức. Còn kiểu Phật có nghĩa là giác, tôi nói nãy giờ là kiểu Phật là giác. Vậy thì kiểu Phật đâu có dành riêng cho ai, bất cứ ai có giác ngộ là Phật. Mà tuy nhiên giác ngộ từng thành, có cái giác phần, ví dụ có người được giác liền 100%, giác coi như là trọn vẹn, không có còn cái vướng bận trần lao sinh tử, vượt qua khỏi cái thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và tới đẳng giác diệu giác, thì coi như vị đó là Phật vô tưởng bồ đề, là vô tưởng giác. Mà bây giờ mình thì giác từ từ, nay thì mình giác, mai mình lên cái chuyện của chúng sanh nè. Mà Bồ Tát thì giác 70-80%, thinh văn thì giác 50-60%, phàm phu mình thì giác được 20-30%, nhưng mà có giác là tốt rồi. Thế thì niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Niệm Phật cốt ý để cho nó có vô lượng thọ, vô lượng quang trong tâm của mình. Nhưng mà vô lượng tới đâu thì do mình là nghe. Chứ còn Phật không có chiếu cho mình được 100% đâu à nghe. Là do mình. Như vậy là tôi trở lại cái từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cốt ý để cho mình sáng lại cái tâm mình, nó kéo dài được cái sức sống. Cái tâm mình được an lành mà chiếu soi, nó không có làm khổ mình, không làm khổ người, thì đó là xứng danh của niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Không thì thời gian hết rồi. Vậy thì thôi giờ tới đây nghỉ ha. Dạ. Khỏi từ tháp gì hết trơn, quan trọng an lành là được rồi. Bây giờ tôi chia tay à. Chia tay tôi đi về cho các chị cúng, thì bây giờ vậy đó. Thì tùy danh, tùy duyên thì muốn sẽ gặp lại. Thôi thì cũng hồi hướng công đức. Chúng sanh vô biên thể nguyện.